với chị ha. Chị là còn trong livestream mình cùng ở đây săn xếp đồ này với shop các chị. Rồi ok chị Nguyễn Dương rồi, xin chào các chị nè. Tiếp tục thêm qua mẫu tiếp theo, chị nào còn trong live mình cùng ở đây săn sale với shop các chị nha. Rồi bây giờ qua mẫu tiếp theo. Rồi em đang mang trên người đây sẽ có loại sản phẩm là M439 với chị nha. Và sản phẩm M439 này hiện tại là form free size. Rồi, mã là M479 cho em các chị nha. Rồi mã này các chị comment liền cho em là M479. Và bên em sale cho mọi người set đồ này với giá là 99.000 trên là 49.000 thôi. Rồi, set này bên em sale với giá là 49.000 thôi các chị nha. Rồi, mình có thể tách set này áo với chân váy giùm em cũng được luôn. Rồi, 49.000 cho mã là M479 cho em mấy chị nha. Mã là M479 và kèm số điện thoại cho em. Bên em sale với giá là 49.000. Chị nào nhanh tay comment liền cho em mã là M479 và kèm với số điện thoại là bên em sẽ chốt cũng như lên đơn hàng cho tất cả các chị luôn. Và giá sale rất là rẻ rồi. Nên là chị nào mình lấy thì nhớ là chủ động cho em liền mã và số điện thoại để bên em lên đơn hàng các chị nha. Rồi M479 giá 49.000, có cả chân váy và cả áo cho các chị luôn. Chân váy này mình có thể tách set ra, mình đóng bụng với những cái áo sơ mi để mình đi làm, đi chơi, đi du lịch cũng ok cho em. Áo này cũng vậy các chị nha. Và hiện tại thì em chỉ có cho các chị là mình là 5 set cho live ngày hôm nay với giá 49.000. Chất liệu vải của chân váy là chất khung gân, co giãn mặt cực kỳ thích cho em. Và áo bên em làm form áo tay dài với chị nha, cực đẹp luôn. Mẫu này nếu mọi người lấy tách set bận cực xinh giùm em. Yên tâm cho em đi, 49.000 cho mấy chị kiểm tra hàng trước thanh toán luôn. Giống mẫu mã các chị nhận giùm em được không nè. Rồi, M479 chị Nhung Lê một set em chốt đơn 49.000. M479 cho chị Trần Nguyễn Tú Quyên chốt một set 49.000. Hiện tại còn 3 set cuối cùng nữa trên live ngày hôm nay. Chắc là cái set này cũng là cái set cuối cùng cho mọi người săn sale luôn. Vậy nên là em chỉ còn 3 set cuối cùng thôi. Chị nào nhanh tay để mã là M479 cộng kèm số điện thoại thì bên em chốt và giữ đơn hàng nha. Còn chị nào mà mình chưa có số điện thoại các chị bổ sung liền cho em đi, vì đây là mã cuối cùng cho các chị săn sale rồi. Rồi ha, từ hai máy chị nào chưa có số điện thoại bổ sung liền cho em nè. Đây em báo mã lại với chị nha, M479 chị Lê Thuận em chốt đơn. Và em còn 2 set cuối cùng em dồn đơn cho chị ở nhà mình nha. Đây chân váy bên em làm chất liệu vải cho chị mình, đó là chất kiểu là khung gân đó mấy chị, có độ co giãn. Còn áo này bên em làm con áo rộng nhé chị nha, sẽ hai bên tà như vậy nè, tách set thì em vẫn được luôn. Rồi em còn 2 set cuối cùng mà em xem cho đăng ngày hôm nay là 49.000. Chị đã chốt comment liền cho em nha các chị nha. Mã là M479 cộng kèm thương mại không giá free size. Ai nhanh tay mình có đơn mà chậm tay là mình sẽ không có đơn cho em. Và đây cũng là cái mã sản phẩm cuối cho mọi người săn sale rồi. Nên là từ nãy đến giờ nè, chị nào thiếu số điện thoại với chị bổ sung liền cho em, hay là chị nào thiếu mã mình bổ sung mã liền cho em nha. M479 cộng kèm sản số điện thoại cho em. Rồi, chắc là em sẽ hẹn gặp lại các chị có livestream khác của đài mỗi ngày. Bên em sẽ rất thúc livestream ở đây luôn, nên là chị nào có mặt trên live thiếu số điện thoại các chị bổ sung liền cho em nha. Chào tạm biệt tất cả các chị và hẹn gặp lại các chị vào các livestream khác của shop nè.